Trường hợp xuất quái là do hai hướng lớn nhiễu loạn lên một khu vực nào đó, đã nhiễu loạn thì không thể an ổn. Những ngôi nhà xuất quái hay đại không vong gây nhiễu loạn tinh thần cho những người sống trong nhà, khiến tinh thần trở nên điên dại. Người vốn nóng tính vào đây càng dễ hung họa. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Những kiến thức này có thể giúp bạn có cái nhìn thấu đáo trong việc lựa chọn được ngôi nhà tốt. Dù bạn không biết gì về phong thủy, vẫn có thể nhận ra sự hợp lý, sự hài hòa trong phong thủy hình thể thông qua những bài hướng dẫn trong video này. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy không có nghĩa rằng bạn vào đó ở sẽ phát tài ngay. Muốn phát tài phụ thuộc vào vận hạn của bạn, phụ thuộc vào cả phước đức. Phước đức từ đâu mà có? Tuổi thọ, sức khỏe, tiền bạc do đâu mà ra? Điều này có thể thấy được trong mệnh của bạn. Tất cả do tạo tác từ đời trước của bạn mà có. Đời này, tiền cũ của bạn là do bạn đã tu pháp bố thí. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy sẽ gia tăng cơ hội sống an ổn, giảm đi hung họa. Chỉ gia tăng hoặc giảm, không thể nào hóa giải hoàn toàn, vì mọi sự việc phải tuân theo luật nhân quả. Bạn chịu khó thu nạp kiến thức là nhân, bạn nỗ lực trong cuộc sống, làm việc kiếm tiền, có cuộc sống sung túc là quả. Ăn quá no là nhân, ăn no cơ thể buồn ngủ, không làm được việc là quả. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Thực nghiệm qua nhiều loại nhà, từ bé đến lớn, từ miền Tây ra miền Bắc, gia chủ ai ai cũng đáng mến và có cả bậc thiện tri thức. Bản thân Khải Toàn không phải thầy phong thủy giỏi, đã giúp được nhiều người cải biến vận mệnh là do may mắn duyên sinh gặp người có đủ phước huệ. Khải Toàn mời các bạn cùng xem nội dung, có gì sai sót xin mở lòng thông cảm. Vì sao nên sống ở nội thành? Trừ khi bạn dưỡng già, cần nghỉ ngơi hoặc công việc, hoàn toàn không cần đến trung tâm thành phố. Còn lại nên sống ở trung tâm nội thành. Bạn hãy tưởng tượng xem, vào sáng sớm là thời điểm khí dương mạnh, thể lực và tinh lực ở mức cao nhất, mà phải hao tổn nguyên khí để di chuyển khá xa. Khải Toàn ví dụ, mỗi ngày bạn đi làm, bạn sử dụng sức lực dồi dào vào sáng sớm để chạy xe cả giờ đồng hồ mới đến chỗ làm. Mọi sinh lực của bạn có phải đã lãng phí trên xe hay không? Rồi chiều tối khi mệt mỏi, mất thêm một khoảng thời gian mới về được đến nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, hãy sống khu vực nội thành, không nên sống ở ngoại thành, nơi khá xa công việc của bạn. Đây chỉ là lời khuyên, tùy vào sở thích, nhu cầu riêng của mỗi người khác nhau. Trường hợp khác, một anh gia chủ có ba mẹ nhà ở quận 1, nhưng anh ta vẫn lựa chọn một căn nhà ở khu biệt thự An Điền để sinh sống. Đặc thù công việc không cần phải vào trung tâm mỗi ngày, nếu di chuyển thì từ nơi này không quá xa trung tâm. Nhưng chính nếu anh ta cần một môi trường sống yên lành. Vì thế, nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Người có vận may đi đến đâu, ở đó cũng trở thành mảnh đất lành. Vì thế có câu, đất phước người phước ở, người phước ở đất phước. Hướng nhà phải tránh hung tinh, chủ ý nói về cô thần chủ về kiện tụng thị phi. Thị phi là gì? Thị phi là cỏ rác. Nói lời thị phi là tạo ra rác, nghe lời thị phi là thu rác vào. Nguyên nhân thứ nhất dẫn đến kiện tụng thị phi của mỗi năm là do sao Tam Bích, là phi tinh ngán đường. Ví dụ 2022 sao này ở hướng đông, 2023 ở hướng đông nam của ngôi nhà, 2024 ở tây bắc. Sao Tam Bích thị phi này gặp phải hỏa sẽ hóa giải ngay. Vì thế khi tìm được vị trí của sao Tam Bích của mỗi năm, cần bài trí đồ vật thuộc hỏa để hóa giải. Tuyệt đối
không nên có vật thuộc hành mộc, ví dụ nhiều cây cối, nhiều đồ gỗ, chuồng thỏ mèo và cả giày dép cũ. Nếu bạn vướng vào chuyện tụng thị phi trong một thời gian dài, nên treo một bóng đèn nhỏ màu đỏ là được. Ban đêm nhớ bật đèn. Khả năng thứ hai dẫn đến kiện tụng thị phi là vô tình thúc đẩy một vị tinh tú được gọi là vong thần. Vị tinh tú này vượng nhất vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Để tìm ra hướng nhà nên kết hợp tuổi cầm tinh của nam hay nữ gia chủ là có thể tránh được kiện tụng thị phi. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình, ví dụ người tuổi Dần, Ngọ, Tuất kỵ nhà ở hướng Tỵ, tầm 142 cho đến 158 độ Đông Nam. Nếu ba tuổi này ở nhà có cửa ở các hướng này sẽ phạm phải kiện tụng thị phi. Tương tự các tuổi còn lại. Thị là tốt, phi là xấu, nói nhiều miệng chẳng thơm tho, người cũng trở nên hèn. Nếu bạn vướng vào thị phi, Khải Toàn chân thành khuyên hãy tu pháp nhẫn nhịn. Mắng nhiều miệng chẳng thơm tho, quả thật như vậy. Nếu trước đây dính vào thị phi, rất dễ bị lôi kéo vào vở diễn của người khác, rồi hùng hồn lao vào khẩu chiến với tất cả những người mình không hề hay biết, mình không quen biết trên mạng xã hội, thế là vô tình đắc tội với nhiều người mà không hay. Sau này nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật hồ đồ và hối hận. Vì vậy, lùi một bước biển rộng trời cao, ăn ngon mặc đẹp, tại sao không lựa chọn lời hay ý đẹp. Muốn có phong thủy tốt, trước tiên phải quan sát môi trường lớn, tức là xem thành phố, khu vực, quận huyện nơi bạn dự định ở. Bất cứ một ngôi nhà lớn dù bé cỡ nào sẽ bị ảnh hưởng bởi của vùng miền, của thành phố hay cả khu vực đó. Bạn nói nhà bạn đẹp, nhà bạn tốt, nhưng khu vực bạn sinh sống không an ninh hay ngập lụt thì khả năng nhà bạn không thể nào hoàn toàn tốt được. Mỗi ngôi nhà, mỗi gian phòng trong nhà chỉ thuộc một vũ trụ nhỏ trong một không gian lớn. Nạp được khí của một căn phòng nhỏ, sức nạp tài của nó rất là ít. Muốn tìm được một ngôi nhà tốt, chú ý đến khu vực, dân trí, tiện ích chung, rồi mới chú ý đến công viên, bệnh viện, khu trung tâm thương mại. Có một nguyên lý đa số đồng tình, nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Khải Toàn mỗi khi lựa chọn giúp gia chủ một ngôi nhà tốt, đầu tiên là yếu tố khu vực, thứ hai là cách cục ngôi nhà nên vuông vắng, quang cảnh bên ngoài nên ưa nhìn. Một anh gia chủ ở quận 7 trong khu biệt thự Nam Viên Phú Mỹ Hưng là một ví dụ hoàn chỉnh. Khu vực an ninh và dân trí cao, nhà 7x20m vuông vắng. Quang cảnh bên ngoài đẹp không phải bàn, vì nhà liền kề rất đẹp, đường lớn hai làn ô tô. Đây là một ví dụ chuẩn mực về khu vực, cách cục và quang cảnh bên ngoài. Tìm thấy một ngôi nhà rồi sớm an cư lập nghiệp. Có thể nhận thấy muốn có được một ngôi nhà theo phong thủy tốt hoàn toàn không hề đơn giản. Nếu đủ duyên do thầy phong thủy phụ trách xem từ đầu đến cuối, thu nạp được sự trợ vận của ngôi nhà, điều này vô cùng quan trọng. Bản thân Khải Toàn thường từ chối 8 trên 10 trường hợp để cùng gia chủ đi xem ngôi nhà lựa chọn để mua. Vì theo góc nhìn của Khải Toàn, rất khó chọn được một mảnh đất hay một ngôi nhà hoàn mỹ. Có một lý do khác, ngôi nhà cũng là một cơ duyên trong cuộc đời của mỗi người, vì nhà chọn người hơn là người chọn nhà. Khải Toàn thường đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ, những tầng càng cao thay đổi khó và chậm hơn tầng thấp hơn. Thông thường tầng cao giá cao hơn, tâm lý cho rằng ít bụi ít ồn. Lại có người cho rằng tầng cao quá không tốt, thang cứu hộ không tới. Ý nào cũng đúng, vì lựa chọn nào cũng có hơn thiệt.
các bạn nên biết, càng thấp nạp được khí đất, không nạp được khí trời. Phong thủy căn hộ ứng nghiệm không cao như nhà phố, vì nhà phố đón khí từ cửa chính, căn hộ ảnh hưởng của cả tòa nhà, rồi đến cửa ban công, cửa chính. Vì vậy, tầng thấp tốt hơn tầng cao, về phong thủy chỉ là hơn một tí. Trước năm 2024 là vận 8, từ năm 2024 trở đi là vận 9. Trong vận 8, tầng 1, 2, 3 được xem là tốt. Trong vận 8, tầng 1, 2, 3 được xem là tốt. Tương tự, tầng 10, tầng 11, 12, 19, 20, 21. Các tầng này tương ứng với các sao 8, 9, 1, bát bạch, cửu tử, nhất bạch. Qua vận 9, các tầng tốt sẽ là 1, 2, 5, 10, 11, 14. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình. Về số của tầng lầu, ta lấy số cuối để luận tính. Ví dụ 16 thuộc hướng Bắc, ngũ hành là Thủy, hoặc là 11-16. Ví dụ mệnh của bạn sinh mùa hè thiếu Thủy, tầng phù hợp tầng 1 hoặc tầng 6. Về số nhà cũng theo phương pháp ngạ mệnh tính cho gia chủ. Gia chủ sinh mùa xuân thiếu Kim, mùa hè thiếu Thủy, mùa thu thiếu Mộc, mùa đông thiếu Hỏa. Ta lấy 12 đốt ngón tay tượng trưng cho 12 con giáp, rồi lặp lại. Ví dụ 13 sẽ trở về 1. Ví dụ nhà số 4 tương ứng với Mão, Mão thuộc Mộc. Nhà số 32, 32 trừ 24 còn 8, 8 tương ứng với Mùi thuộc Thổ Hỏa. Các bạn có thể xem thêm bài luận về cách cục chọn nhà căn hộ để có thêm kiến thức. Như thế nào là nhà kiểu mẫu? Tức theo một hình mẫu chuẩn, không phạm hình sát và có nhiều cơ hội thu nạp tài lộc. Khải Toàn gớm gọn: cửa không đối xung, nhà vuông vắng, quan cảnh bên ngoài ưa nhìn và nên biết ai đã sống ở đó trước đây. Cửa nhà không nên đối diện với nhau, sẽ có một nhà thịnh một nhà suy, nhất là hai căn nhà cửa đối với nhau ở khoảng cách khá gần. Không nên chọn nhà càng vào càng hẹp, không tích tụ được khí, sẽ ảnh hưởng đến vận khí và sự độ lượng của những người sống trong nhà. Nếu bên ngoài và bên trong độ hẹp không đáng kể thì không sao. Nhà nhọn hoặc trên mảnh đất hình tam giác là không tốt, ảnh hưởng đến thần kinh. Cuối cùng, nếu mua lại căn nhà cần biết ai đã sống ở đó. Vì sao phải cần biết? Giả dụ gia đình chủ cũ sống lâu lưu lại khí trường tiêu cực, bạn phải mất một thời gian mới có thể hóa hết khí ấy. Việc này giống như bạn mặc một chiếc áo đầy ám mùi. Ngoài ra, một ngôi nhà vừa có người mất không lâu trước đó không phải là ngôi nhà tốt. Nhưng ngôi nhà không may bị cháy được xem là ngôi nhà tốt, vì hỏa hóa sát mọi sát khí trước đó. Nhà mua hoặc thuê lại không nên dùng đồ cũ của gia chủ, nhất là nhà đã có người mất. Đồ cũ ít nhiều đã ám khí, nhất là giường, tủ hoặc máy lạnh. Nếu người ấy có vận không tốt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bạn. Còn nếu dùng đồ của người quá cố lại càng tai hại. Anh gia chủ của Khải Toàn có hơn 10 chi nhánh hớt tóc. Anh ta kể rằng một chi nhánh ở Tân Bình, chủ nhà căn dặn kỹ càng không được lấy đồ vật trong phòng trên lầu số 2. Một hôm có cô nhân viên lên nghỉ trưa xem vài quyển tạp chí cũ mang về nhà. Từ sau đó mấy hôm luôn có tiếng động phát ra từ tầng 2. Mỗi khi lên kiểm tra thì hoàn toàn không thấy ai cả. Hỏi ra mới biết tầng 2 và các loại đồ vật ấy của một ông cụ vừa mất cách đây không lâu. Vì vậy không nên dùng đồ cũ của người mình không rõ, nên biết ai đã sống trước đó. Và nhà kiểu mẫu là điều cơ bản khi lựa chọn để sống.
Độc mộc là trạng thái nói về một cây to duy nhất trước nhà, rất cô độc. Đây không phải là phong thủy tốt. Cửa chính đối diện với một cây lớn được gọi là đỉnh tâm sát, cũng không phải là phong thủy tốt. Khi bạn đứng từ trong nhà nhìn ra từ cửa chính, thấy bên tay trái có một cây được gọi là cây thanh long, được xem là cây phù hộ cho ngôi nhà này, đại diện cho có quý nhân cho nam giới. Nếu cây lớn nằm bên tay phải, bên tay trái lại không có cây nào, thì cây bên phải được gọi là cây bạch hổ. Về phong thủy, cây bạch hổ đại diện cho người âm vào nhà hoặc nữ giới nắm quyền. Có đào hoa, nữ giới thường quấy rầy. Cho dù bản thân gia chủ cần mộc cũng không phải là điều lành. Nếu không thể dời đi hoặc không thể chặt cây, có thể dùng mực đỏ vẽ 9 vòng tròn lên cây là có thể hóa giải phần nào được hung sát của cái cây này, tức là lấy hỏa tiết hao mộc. Một gia chủ ở bang Cali, nhà có cây to nhưng ở cung vị xấu, dù có thể chặt được bỏ nhưng gia chủ rất yêu quý cây này. Để hóa giải không cần vẽ sơn đỏ, còn một mẹo khác, dùng dây xích làm bằng sắt quấn quanh cây cũng có thể giảm nhẹ được sức sát thương. Khải Toàn ví dụ những ai sinh mùa thu hoặc mùa đông thường thiếu mộc, phù hợp nhà ở có nhiều cây xanh hoặc nuôi mèo. Ngược lại, ai sinh mùa xuân đa phần kỵ mộc thì không nên. Thủy là tài, nhưng thủy này phải là nước sạch có chuyển động. Dòng nước ô nhiễm là một loại phong thủy xấu, phát sinh bệnh truyền nhiễm. Có thể bài trí đồ thủ công mỹ nghệ, hình con gà hoặc chân gà hướng về phía này có thể phần nào hóa giải được. Dòng nước ô nhiễm còn được gọi là ngô công sát, tốt nhất nên xử lý. Khi mở cửa sổ thấy nhà vệ sinh của hàng xóm, nhìn sang nhà đối diện thấy rãnh nước ô nhiễm từ nhà vệ sinh của hàng xóm đối diện trải qua cũng tương tự. Những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, cảm nhận được đều là sát khí. Khí khuẩn khó chịu đều là phong thủy xấu, vì đầu tiên là tâm lý khó chịu. Để vượng tài thì hồ cá trong nhà là hiệu quả nhất, đặt sai thì hao tài. Một lần đi xem phong thủy nhà ở miền Tây, anh gia chủ bảo từ khi đặt hồ cá ở phòng khách, công việc cứ sao sao ấy. Sau khi lập quẻ, Khải Toàn giải thích đơn giản nơi này là nơi kỵ nước, kỵ thủy, có ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình gia chủ. Anh dời qua tầm 1 mét, mọi chuyện sẽ khác trong thời gian ngắn. Nếu nhà bạn có hồ cá, hồ thủy sinh, chưa chắc đã đặt đúng hay sai thế nào. Điều cần làm là giữ cho nước sạch sẽ, giữ cho nước trong sạch. Vì bất cứ vật gì dơ bẩn đều là phong thủy xấu. Đối diện tòa nhà cũng có thể là xung sát. Ngôi nhà đối diện hoặc tòa nhà trước mặt có gương, vật kim loại, khi phản xạ ánh nắng chiếu thẳng vào nhà bạn được xem là sát. Về nhà trong hẻm, nếu ở hẻm quá nhỏ sẽ khó phát tài. Nhìn từ cửa sổ hoặc ban công ra, thấy tòa nhà cao lớn đối diện ở quá gần. Buổi sáng ánh nắng mặt trời xuất hiện một góc nhọn từ hướng đông chiếu qua nhà bạn. Khi mặt trời lặn, góc nhọn ở hướng tây phản chiếu chiếu vào nhà bạn tiếp tục. Gặp phải ngôi nhà có góc nhọn ám xạ đều được xem là hung. Khải Toàn ví dụ, từ ban công nhìn ra không bị phản xạ bởi ánh nắng từ nơi khác vào. Nếu ánh nắng trực tiếp thì không sao. Vậy làm thế nào để hóa giải? Để hóa giải góc nhọn ám xạ, đầu tiên là lắp rèm dày. Có thể đặt vào một viên đá hoặc là một lệnh bài bằng đồng thái sơn thạch cảm đương. Vào phương vị này có thể giảm đi tính hung của nó. Điều này chỉ có thể giảm, hoàn toàn không thể hóa sát sạch. Khi bạn đặt vật hóa sát, có thể chọn ngày long hổ.
Vì vậy, tầm nhìn trước mặt của một ngôi nhà là vô cùng quan trọng. Mỗi ngày bước ra thấy gì sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của bạn. Thấy công viên là tận hưởng thiên nhiên. Thấy anh hàng xóm dễ mến, cô hàng xóm tốt bụng, nở nụ cười với bạn cũng khiến bạn vui tươi. Ngược lại, tầm nhìn bí bách là điều tối kỵ. Ví dụ nhà trong hẻm, nhưng hẻm có diện tích quá bé, tầm 2 đến 3 mét. Mỗi ngày ra đường, bạn chịu sự bí bách của bức tường nhà hàng xóm. Nhà ở kiểu này khó lòng phát đạt. Thế nào là ngõ cụt? Ngõ cụt tức là ngõ chết, là đường cùng. Khi nhà bạn ở cuối con hẻm, không có con đường nào khác để ra, thì đó là nhà ngõ cụt, khó lòng phát tài. Ở một cách cục khác, bốn mặt là đường, đường vòng quanh nhà nhất định không phải các lợi, tai họa không thể nào chống đỡ. Hoặc là hai bên nhà đều có đường, chỉ phù hợp kinh doanh, khá tai hại khi sống ở đây. Làm việc gì cũng khó thành công, có thể gặp phải đạo tặc hao tiền và thường vướng vào thị phi. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ là nói về trái phải nên cân xứng. Bạn được bảo hộ bởi trái và phải. Chu Tước Huyền Vũ là nói về trước sau, lưng nên có điểm tựa, phía trước nên thông thoáng. Đây là cách cục hình thể đẹp nhất trong phong thủy từ xa xưa. Không riêng gì Khải Toàn, hầu hết các thầy phong thủy đều nắm khẩu quyết cơ bản này. Tương tự, bạn ngồi làm việc, trái phải nên cân xứng, hoặc bên trái có thể cao hơn, có đồ, có tủ cao, cao hơn bên phải. Lưng có điểm tựa vững chắc, tầm nhìn trước mặt nên thông thoáng và dễ chịu. Nhà không thể có góc khuyết. Nhà tốt phải là ngôi nhà vuông vắng, hình vuông hoặc hình chữ nhật, không bị lõm góc. Nhiều người khoe rằng nhà tôi nở hậu. Thật ra họ bị nhầm, nhà họ hình chữ L, tức bị mất một phần của góc nhà. Một gia đình muốn thật sự hạnh phúc nên tìm ngôi nhà vuông vắng. Vì vậy, nhất định không mua căn nhà bị khuyết góc. Ắt sẽ ứng nghiệm việc di dời, nhiều biến động cho gia đạo. Thời nay, Khải Toàn thường xuyên đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ. 6 trên 10 nhà luôn bị khuyết góc, tức là không vuông vắng. Khi nhà khuyết góc, ảnh hưởng đến thành viên tương ứng với góc đó theo đồ hình hậu thiên bát quái. Đại kỵ một ngôi nhà khuyết Tây Bắc hoặc Tây Nam. Khuyết Tây Bắc đại diện cho người cha thường xuyên không về nhà, thậm chí vận trình kém. Ngôi nhà khuyết góc Tây Nam ứng nghiệm với nữ gia chủ, người này dễ có bệnh, vận không tốt. Ngôi nhà khuyết góc Đông đại diện ảnh hưởng đến con trai lớn hoặc khó có con trai. Các bạn nhìn vào đồ hình này, mỗi thành viên đại diện cho một phương vị. Khi ở ngôi nhà thiếu góc, chúng ta có thể dùng tranh hoặc linh vật tương ứng với ngũ hành để trấn. Điều này giảm đi hung sát, giảm đi vài phần không thể hóa giải hoàn toàn. Ví dụ khuyết góc Đông có thể đặt vật thuộc mộc như tranh ảnh về hoa, tranh mèo. Một lần đi xem căn hộ Him Lam ở quận 6, cô gia chủ ngoài 60. Khải Toàn dành gần 2 giờ đồng hồ để nghe cô tâm sự về người con lớn tuổi đi mất, đi vài tháng không một lời nhắn, cô rất lo lắng. Ngôi nhà này bị lõm góc Tây Bắc. Phương vị Tây Bắc đại diện cho cha, đại diện cho người đứng đầu công ty và cả con trai lớn. Giả dụ bạn ở một ngôi nhà thiếu góc, một ngôi nhà xuất quái hay một ngôi nhà có phong thủy xấu mà chưa thể dọn đi, thì phải làm sao? Vâng, phải cố chấp nhận thôi. Chẳng có thần Phật chúa trời nào giang tay cứu giúp bạn cả. Nếu bạn tín nguyện họ sống thiện lành thì thần Phật chúa trời ban cho bạn sức mạnh tâm thức, nhưng họ không thể nhấc bạn từ chỗ này, từ vũng lầy sang một đồng cỏ đầy hoa thơm được. Những bậc thánh nhân họ trải qua trăm ngàn kiếp nạn,
tu luyện có được đức hạnh. Làm gì có chuyện vì lòng thương, vì vài món xính lễ mà xóa hết nghiệp tội giúp bạn, hoàn toàn là mê tín.